Sáng ngày 22 tháng 8, hơn 1 triệu học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã nô nức đến trường. Riêng bậc mầm non sẽ tụ trường vào ngày 31 tháng 8. Tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, từ 7 giờ sáng đã có rất đông phụ huynh đưa con đến trường. Cổng trường được phân luồng thành nhiều lối di chuyển, có đo thân nhiệt, rửa tay với dung dịch sát khuẩn. Hành lang và sảnh đón học sinh được tô điểm bằng rất nhiều bong bóng đủ sắc màu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các thầy cô hóa thân thành các nhân vật phim hoạt hình, tặng mỗi học sinh một chú gấu bông xinh xắn. Cô Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, trường hân hoan đón 263 học sinh lớp 1 đến ngôi nhà chung Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau đó, từ ngày 25 tháng 8, trường sẽ đón học sinh các khối 2, 3, 4, 5. Trong hai tuần lễ đầu tiên, nhà trường chưa tổ chức bán trú. Giáo viên dành thời gian giúp học sinh làm quen nề nếp học tập, một số kỹ năng. Ở lớp 17, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, năm nay lớp 17 chào đón 31 học sinh. Cô Thu Vân chia sẻ, 2 năm vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các con thiệt thòi về kỹ năng học tập. Trong ngày đầu tiên đến lớp, cô sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu giúp các con dạn dĩ hơn. Qua đó cũng giúp cô hiểu tính cách, sở trường từng bạn. Từ ngày 6 tháng 9, các con mới chính thức bước vào chương trình lớp 1.